Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, một trong những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đó chính là dự án luật di sản văn hóa sửa đổi. Di sản văn hóa quy định tại luật này bao gồm di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa vật thể và di sản tư liệu là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử văn hóa, khoa học được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác ở nước ta. Trong thời gian qua, nhiều khu di sản khảo cổ học có quy mô lớn ở nước ta đã và đang được phát hiện, khai quật, nghiên cứu. Trong đó có những di sản thì có giá trị lịch sử, văn hóa cao, mang tầm thế giới. Tuy nhiên, câu chuyện sau nghiên cứu, khai quật lại đang bộc lộ rất nhiều bất cập. Tình trạng điều hưu ở những điểm đã được công nhận là di sản khảo cổ cấp quốc gia thường xuyên xảy ra. Khu vực này trước đây là đền Trần hay đền Thái Lăng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Này đã được xác định là một phần của hành cung Lỗ Giang, một trong những công trình cung điện ngoài kinh đô có quy mô lớn thuộc thời Trần, thế kỷ thứ 13-14. Sau bao cuộc khai quật khảo cổ, kể từ năm 2014, những dấu tích về nền móng cùng các hiện vật trang trí đã giúp các nhà khoa học tái hiện được hình thái kiến trúc của hành cung Lỗ Giang và khẳng định tầm quan trọng của địa điểm này trong nghiên cứu lịch sử thời Trần. Tuy nhiên, dù đã được đầu tư một số vốn không nhỏ từ nguồn ngân sách tỉnh để chỉnh trang quy hoạch lại, nhưng điểm di tích cấp quốc gia này gần như không có khách du lịch ghé qua. Tương tự, hàng trổ thuộc xóm Huy, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nơi lưu giữ nhiều bằng chứng của nền văn minh Hòa Bình, cũng đã được công nhận là di tích quốc gia từ năm 2000. Thế nhưng bao năm trôi qua, lượng khách du lịch đến đây vô cùng ít ỏi, có chăng chỉ là những đoàn khách theo chương trình nghiên cứu. Về công tác để mà khai thác sử dụng thì nó chưa đạt được cái yêu cầu. Ở đây thì cũng phải mong muốn được cái sự đầu tư quan tâm của các cấp, từ cấp huyện, cấp tỉnh và đến các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không để xâm hại, hay nữa là bảo tồn và liên kết được cái vấn đề về du lịch. Câu chuyện phát huy giá trị của các địa điểm khảo cổ sau khai quật vẫn còn là điều khiến nhiều nhà khoa học trăn trở. Ví dụ như ở Thanh Hóa tôi thấy có những hang châu bò nó vào lung tung cả, không bảo vệ được. Chúng ta phải đầu tư. Vì muốn bảo vệ được là phải có đầu tư, mà đầu tư đó là dựa vào nhà nước và dựa ngay vào dân. Bây giờ chúng ta đang có những cái thảo luận rất sôi nổi về cái đề án là chỉnh sửa luật di sản văn hóa. Đó là một cái chế tài mà theo quan điểm của tôi là rất quan trọng để chúng ta áp vào đó thực thi với các cái di tích, di vật như Hoàng Thành Thăng Long, là chúng ta là bảo tàng tại chỗ, bảo tàng ngoài trời, phải có một cái kinh phí rất lớn thì mới xây được bảo tàng ngoài trời. Theo tôi quan trọng nhất vẫn là xây dựng một cái luật di sản văn hóa nó thật sát. Cho ý kiến vào dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay, một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định việc phát huy giá trị di sản văn hóa cần phải gắn với việc phát triển du lịch. Mà muốn làm được việc đó thì luật di sản văn hóa sửa đổi lần này cần phải được điều chỉnh tương thích với một số luật hiện hành, đặc biệt như luật đầu tư để nhằm tối đa hóa nguồn lực trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Chỉ khi có một sự đầu tư đủ mạnh, những khu di sản khảo cổ như thế này mới có thể hết cảnh điều hưu.